thì cái này đúng là đang bắn tốc độ thật. Đúng là bắn tốc độ thật. Tôi xin phép không quay mặt anh, che mặt. Ngã tư Mắc qua Phục Tứ Kỳ Hải Dương. Đây, các anh ấy đang khảo sát giao thông. Anh em đi qua cứ chạy bình thường nhá. Không vấn đề gì đâu. Quay cái máy thôi chứ không quay người. Quay người anh ấy mắng chết. Không sao, quay người cũng được. Thôi, ai quay người. Anh ơi, xem người các anh ấy đang khảo sát giao thông. Cười rất tươi. Quay mặt đi chứ không anh em lái xe nó lại tưởng là mình chim lợn nó đánh bỏ mẹ. Ông làm gì ông cứ làm đi, người ta đang xem thôi. Cây xăng nhông hồng anh Hùng ạ. À.